Bảy triệu mấy. Mà chủ nhật này bạn dẫn hai ba người qua với mình nữa. Nhân viên đâu qua đây á? À, biết không nói gì đó, nói nhân viên em để cuối tuần em đi nhân viên qua chị mùng ăn Tết hết. Để đem hết qua đây để chị mùng ăn Tết. Chịu khó chị cái này kia. Ừ. Đầu tưởng nó khó nhá, tưởng nó chảnh nhá. Cái cách nói chuyện ấy từ 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 xong rồi chầm 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 nữa. Khách tiêu hay là khách gì vậy? Cái mụn ông hồi nãy thấy không? Tâm á. Được. Để nhấc cả chân lên. Da ông dày quá. Chạm một cái đèn nha. Vậy đi. Không thể đẹp được luôn á. Có tiền mà không đẹp thì cũng làm gì. Ủa chứ có tiền mà xấu em có chịu không? Khúc xấu thì mình làm cho nó đẹp à? Chứ đừng có đè tay em chị anh. Vì sao mà mình đâm kim mà đè cái kim xuống? Không cảm nhận. Đi, đi lên trên này nè. Ủa chị đang like à? Lại có chồng online là. Cái đó nó vui thì không, cái thời mà bọn bọn bằng bằng rồi á. YouTube ha. Nó lại trốn mất tiêu đâu hết rồi. Cái mắt nó to. Nó trốn hết rồi. Lại thấy mà giờ nó đi đâu hết rồi. Em có xài đường em như thế chưa? Hello chồng.
Có cái đợt live mà mấy cái hát loạn xì ngầu. Chị có thấy mụn không? Chị không thấy. Ê, nó trốn chị hết rồi thời ạ. Bóp như này mình không thấy thì biết rồi. Tự nhiên bà ngoại em, ngoại em nói với mẹ em á, kêu đừng cho anh Hoài lấy chồng Sài Gòn. Nó lấy chồng Sài Gòn nó không về đâu. Trời, tự nhiên nói vậy luôn á. Bố muốn có chồng từ Sài Gòn là có chồng Sài Gòn hả? Chị nói giờ có chồng ở đâu không được. Cháu điện là cùng hỏi có về không. Được. Lần này. Đã nhớ cái quên rồi. Đã nhớ cái quên này kiểu nói xong rồi nó lại nữa, nó đi nó lại. Chín mấy rồi mà. Ủa, ông bà chị mất hết rồi chị à? Mất rồi. Mất rồi. Mất rồi. Mất rồi. Cháu trai gì? Như nhà em vậy không vậy, không thương mà không chả thương ai, thích chả thương ai hết rồi. Mẹ ông em á, ông nội á, cháu thả thay thương đứa nào. Kiểu nói chung không biết nghĩ đến sau này á. Hồi xưa có nhà xong rồi bà em mất xong bán nhà đi mà ở ở đứa này ở đứa kia rồi giờ cuối đời tài sản chẳng có cái gì, nhưng người ta là có cái gì cho con cháu đâu, không có cái gì hết. Toàn con cháu cho không biết chữ gì hết. Bà em thì mất sớm, em mất năm 2003 rồi đấy. Một chứ, đấy, em học lớp 1 đến lớp 3 gì ấy. Nhưng mà nói với chị là bán thật quá, bán bánh rồi đó. Thèm muốn chết mà không ăn, không cho, không cho ý nào luôn. Mà cho con của chút á. Cầm kinh kinh. Kỳ vậy trời. Tức quá, chị nói nữ lớn rồi mẹ. Mà cuối đời thì lại là mẹ chị nuôi. Kiểu hay vậy đó. Thì nhé ông nghe vậy. Hồi xưa kiểu mẹ em ốm này, cái lúc mà sinh anh xong mẹ em bị ốm à, xong rồi ông kêu là để cho nó chết đi rồi cưới vợ khác. Mẹ em nhớ đến giờ luôn á, giờ mẹ em ghét ông kinh khủng luôn. Ở chung một nhà là chung một nhà vậy chứ,
Mẹ em không bao giờ nói nhẹ nhàng với ông đâu. Xong rồi kiểu là đến giờ ông mình cứ trách, cứ là ý là dù gì thì cũng ông không được nói nhẹ nhàng. Thế nói vậy ai mà nhẹ nhàng lại nổi. Mà chị biết tính kiểu là mẹ em nói chuyện giống như em thì nó không nhẹ được á. Xong nói câu vậy vô thêm nữa thì ai mà ai chứ được. Còn hồi xưa đâu mấy o đâu á, không bao giờ giúp mẹ em được cái gì đâu. Giờ cái gì cũng bố em vậy chứ hồi xưa chả bao giờ giúp được mẹ em cái gì hết á. Xong bây giờ có mẹ cái hạnh còn trách 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 không mình chả thèm nói luôn. Cứ gọi điện cho em xong rồi nói kêu mẹ em thế này thế kia. Xong rồi cứ trách kêu bà Thanh này nọ nữa này. Là nhé mà em cứ dạ em chả nói gì. Thế mình thấy mình không sai là được rồi. Nhưng mà mình kiểu không phải là mình không thương mà thì vẫn ăn vẫn nuôi chứ đâu có phải là ấy gì đâu, mà cũng nghe mà nuôi ông bình thường mà. Nhưng mà Tuyết nuôi thì còn đòi tiền cơm chứ, tại không lên nhà em ăn cơm chứ, ăn thì ăn chứ em có bao giờ hỏi cái gì đâu. Còn mà Tuyết nuôi là kêu mấy nhà đóng tiền cơm cho nữa cơ. Ừ, bố mà vậy đó. Như người ta là có cái gì cho ấy là cho con cháu không, toàn đi cho người ta không à, ở già rồi nhưng mà vẫn bé gái khổ lắm. Trong nhà chắc ông thì có không chê em thôi chứ còn ai ông chê hết á. Nhiều khi muốn cho tiền lắm luôn ấy. Nhưng mà cho cũng đi cho người ta à. Ghét chẳng cho luôn. Không. Không xin. Giống như kiểu là hàng tháng thì cho ví dụ như là nhà cho bao nhiêu đấy thôi ấy. Đó là với lại có ông chú, em có ông chú ở ngoài Hà Nội ấy, hồi xưa ông làm bác sĩ bệnh viện á, giờ ông về hưu rồi ông có tiền lắm. Thì một tháng ông cho ông nội 1 triệu. Xong nhà cho mấy trăm nữa. Thì tiền đấy ông tiêu thôi. Tiền xin thì ông không xin đâu. Mượn thôi chứ không xin. Mượn kiểu bữa trước không biết làm gì mượn Tuyết ấy, xong bà đuổi đi. Xong giận. Về nhà em không về đâu. Xong mượn tiền mẹ em kêu đi đi đâu ấy, mẹ em không cho. Hay giận lắm, trời ơi, đúng người già. Nói cái là giận, nói cái là giận. Con bé rồi. Cái gì? Lúc nào cái kiểu lúc nào ông bà ngoại cũng ấy hơn nhỉ, nhà ngoại lúc nào cũng ấy hơn hết đó. Ông bà ngoại em thì ấy lắm. Bà ngoại em á, một lần mà nhà em xuống là tung 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 để đưa cho cháu đưa về không à, toàn giấu giấu gì ấy, kiểu ở với gì mà nhà em có gì đâu đâu lấy chồng đâu. Xong giờ ở nuôi ông bà ấy, một lần cháu xuống là bà cứ tung 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 ra chặt mía để hái xoài. Một lần em xuống là cái cây xoài chuột rụi rụi luôn. Ừ.
Gì vậy? Hảo. Tính dụ dỗ nó theo con đường bán kem trộn à? Chủ tịch kem trộn đấy. Đừng có đùa. Nhưng mà nhà em là cái bên ngoại nhà em nha chị, em thật chị chứ không một ai hư luôn á. Ví dụ nhà là còn có người này hư người kia hư, ví dụ không người này hư thì cũng người kia hư đúng không? Nhà em bên ngoại ai cũng vậy hết á, chỉ có một anh, có ông anh là ông hơi 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 nhậu thôi chứ còn không có ai hư luôn. Bên Hạnh là bên nội. Hạnh là bên nội. Hạnh thì bên bên nội thì có thằng Luân với thằng Trường nó phá. Còn bên ngoại em là không một ai luôn, chỉ có một một anh hút thuốc và anh đấy hay nhậu thôi, còn được thuốc không hút. Cả họ mà chị nghĩ chỉ có anh đấy với bố em hút thuốc là chị biết rồi đấy. Không ai xăm hình, không một hình xăm trên người luôn. Tôi hơi khó tính thôi chị. Quê. Ừ. Về quê mới lên mà. Ủa lên đây chị nói vậy thôi. Nè em trên đây mà. Ừ. Đó là như kiểu như mất biết nhà ta với quê. Sao? Tưởng nó nghe với quê thiệt mà. Vợ Nam có bầu rồi đấy. Đừng tháng rồi. Mà sao để lại đổi chỗ ở thì? Cái chỗ cũ đó, bà đấy bà trả nhà. Ở mấy tháng rồi cùng về ngoại ở à. Ngoại ở Đồng Nai mà. Đi cho vợ về ngoại á. Trời vợ anh Nam nhọng nhẹo thì thôi luôn á. Không ghen thì không ghen mà nhọng nhẹo kinh khủng lắm. Trời ơi. Hạnh không xin nhê gì đâu. Đúng tiểu thư kinh khủng. Quên. Em xuống cái tới cái mũi là nghe đi bắt rồi đó. Không, lấy quay thì hay lắm vậy. Còn lấy kia mình lấy hết chán xong mình đi xuống á. Còn quay cái nửa bên này xong nửa bên kia hay quên lắm. Không cần đâu em. Chị gặp như vậy mới nhiều người follow thêm ấy. Tại vì như fan bên kia à, fan bên kia nó cũng thấy mình ấy. Em vẫn là đông đông bị kêu. Kêu đuổi fan của mình. Nó chỉ cần bấm màn hình, bấm màn hình cũng được mà. Ừ, giống như tự dưng có ông nước ngoài, thường nó bị cây vậy có hay có ông nước ngoài ấy. Ông thích là ông tặng liên hồi luôn tới sư tử đồ nhiều lắm.
cái em coi Bika cũng là gì. Ê sao càng ngày càng ghét cái con Ngọc Matcha ghê luôn. Bây giờ nó đang bóc phốt nó với thằng nó với lại cái con thằng Tuấn Villa ấy. Cái con Uyên Ni là cái con mà hồi xưa bị bóc phốt cái vụ mà thằng Tuấn Anh donate mà mượn tiền ấy. Biết không? Cái con Uyên Ni đấy đấy. Là bồ hiện tại của thằng Tuấn Anh đúng không? Thằng Tuấn Anh Villa ấy. Ừ, nhưng mà xong rồi kiểu tụi nó cứ đẩy thuyền xong thằng Tuấn Anh nó cũng thích cái con Ngọc Matcha ấy. Thì cũng thả thính ấy. Xong giờ lên nói là có người yêu rồi này nọ đó. Mà cái con Ngọc Matcha đấy nó không giải quyết nội bộ, nó đưa lên trên mạng luôn.